Vì sao tình trạng lãnh đạo nhà nước lừa đảo các doanh nghiệp tăng nhanh? Trong thời gian gần đây, tình trạng một số kẻ xấu giả danh cán bộ lãnh đạo các ban ngành để lừa gạt người dân trở nên rất phổ biến. Đáng báo động hơn đó là tình trạng một số lãnh đạo các cơ quan ban ngành cũng tham gia lừa đảo người dân và doanh nghiệp để mà thu lợi. Báo Người Lao Động vào ngày 21 tháng 6 đưa tin với tiêu đề tình tiết mới vụ cựu vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của chủ tịch Tân Hoàn Minh. Bản tin cho biết vào ngày 21 tháng 6, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc Trung ương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, ông Nguyễn Sĩ Tá bị cáo buộc đã lừa đảo 80 tỷ đồng của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Tân Hoàn Minh. Do cần làm rõ một số vấn đề, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Trước đó một ngày, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 20 tháng 6, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Trần Anh Vũ, do ông này giả danh phó trưởng ban nội chính trung ương để lừa đảo chạy vậy vốn ưu đãi mua đất giá rẻ. Cũng tương tự vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 34 tỷ để mà chạy án. Ông Ca đã bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt giam vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, trong năm 2021, cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo, trong đó có 527 vụ giả danh cơ quan tư pháp để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Công luận đặt câu hỏi là tại sao các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước tham gia lừa đảo ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Theo giới chuyên gia, một trong những lý do dẫn tới việc người dân và các doanh nghiệp dùng tiền để nhờ vả lãnh đạo cao hơn, giúp đỡ, lo cho việc thủ tục hành chính công. Rõ ràng cho thấy bộ máy hành chính công của Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp, do đó đã để xảy ra tình trạng ách tắc, trở ngại và cần chất bôi trơn cho những người thực thi trong bộ máy. Một số kẻ đã tạo cái hở để mà trục lợi. Về hiện tượng có một số người đã giả danh cán bộ hay lãnh đạo nhà nước để tiến hành lừa đảo, công luận cho rằng không có lửa thì làm sao có khói. Nguyên nhân vì chính công an cũng lừa đảo là chuyện rất phổ biến hiện nay dưới danh nghĩa chạy án. Đây là một lỗ hổng lớn trong ngành tư pháp của Việt Nam, như vụ ông Đặng Việt Hà nhờ chạy án đã bị lừa mất 100.000 đô là một ví dụ. Quan trọng hơn, theo giới chuyên gia, điều đó cho chứng tỏ một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức và lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, đặc biệt trong ngành tư pháp, công an, kiểm sát và tòa án, có khá nhiều người không đủ phẩm chất, đạo đức. Ngoài ra, đây cũng là hệ quả của hệ thống pháp luật nhà nước thiếu nghiêm minh, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây là một nhược điểm rất lớn ở xã hội tại Việt Nam. Theo giới luật sư, do pháp luật Việt Nam có độ giãn rất lớn về hình phạt đối với cùng một tội danh, do đó là lý do khiến người dân thường có thói quen nhờ vả người nhà nước giúp đỡ, từ đó tạo điều kiện cho các đầy tớ lợi dụng chức vụ quyền hạn để mà kiếm ăn, tham nhũng. Thậm chí có những người chẳng có chức vụ quyền hạn gì, nhưng thấy dễ ăn nên đã giả danh để lừa đảo, như chúng ta đã thấy. Tờ báo Thanh Niên Online mới đây cũng cho hay, trong năm 2023 có hơn 1.000 vụ án mới về tham nhũng, chức vụ trong ngành tư pháp đã bị khởi tố và tăng gần 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, các tài liệu chính thức từ phía các cơ quan như Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra, Công an và Tòa án đưa ra đều chứng minh cho thấy sự xuống cấp toàn diện của các vụ chạy án rất lớn về số lượng tiền bạc mà người dân không thể tưởng tượng được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao tình trạng lãnh đạo nhà nước lừa đảo các doanh nghiệp ngày càng tăng. Putin thăm Việt Nam, Tổng Trọng mời, Tô Lâm đón vì lý do sức khỏe của Tổng Trọng rất yếu. 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Putin đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước của Việt Nam trong thời gian 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đón đoàn tại Nội Bài, phía Việt Nam có ông Lê Hoàng Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Theo giới quan sát, tháng 9 năm 2023, khi đón Tổng thống Mỹ Biden ở sân bay cũng là ông Lê Hoài Trung. Nhưng tháng 12 năm 2023, khi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính, một thành viên tứ trụ. Điều đó cho thấy trong mối quan hệ với các cường quốc, lãnh đạo Việt Nam coi trọng nhất vẫn là mối quan hệ với Bắc Kinh. Trước chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Hà Nội, giới phân tích đánh giá ông Putin muốn thể hiện phương Tây rằng Nga không hề bị cô lập.
Đồng thời, theo giới quan sát, đây là cơ hội để kiểm chứng về sức khỏe và quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay ra sao. Vì theo dự kiến ban đầu, ông Trọng đưa ra lời mời và cũng phải là người chủ trì để đón tiếp ông Putin như đã từng đón các lãnh đạo cấp cao khác khi ông mời trước đây, ngay trước khi ông Putin đến Việt Nam sau chuyến thăm cấp nhà nước với Bắc Triều Tiên. Truyền thông Nga đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì lễ đón chính thức và nghi lễ cấp nhà nước. Sau đó, hai bên sẽ hội đàm song phương và trao đổi các văn kiện ký kết. Tiếp theo, ông Putin sẽ trao đổi công việc với ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam trong bữa sáng và tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế, vẫn theo truyền thông của Nga. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Putin sẽ có cuộc chuyện trò với Tổng Trọng. Cuối cùng là cuộc tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Trần Thành Mẫn. Cũng trong ngày, Putin còn có cuộc gặp gỡ với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tại Liên Xô và Nga trước đây. Đáng chú ý, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam dường như đã nhận được chỉ đạo rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 là theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là của Chủ tịch nước Tô Lâm như giao thức quốc tế thông thường. Trong 3 chuyến thăm Việt Nam trước đây, Tổng thống Putin từ năm 2001 đều là theo lời mời của các nguyên thủ quốc gia Việt Nam, tức là Chủ tịch nước. Tuy nhiên, chuyến thăm vào tháng 6 năm 2024 này, người đưa ra lời mời lại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, đài BBC Việt ngữ đưa ra một lời bình luận gây tranh cãi. Ngay cả khi ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước, thì ông Trọng vẫn đảm trách việc mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nhà quan sát cho rằng, điều này cho thấy ông Tô Lâm vẫn chưa xoay chuyển được tình hình hiện nay. Thực tế, chiều ngày 20 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Putin, đồng thời là người chủ trì lễ đón Tổng thống Putin tại Chủ tịch nước. Theo nghi thức cấp nhà nước, đây là Chủ tịch nước Tô Lâm. Diễn biến này đúng theo lịch trình mà truyền thông nhà nước Nga đã đưa ra trước đó. Theo giới quan sát, như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đưa ra lời mời với Tổng thống Putin, nhưng Chủ tịch nước Tô Lâm lại là người đứng ra đón tiếp. Điều đó cho thấy quyền lực nhà nước đang có xu hướng chuyển dịch từ đảng sang nhà nước thông qua vai trò Chủ tịch nước Tô Lâm như thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, với lý do sức khỏe quá yếu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng là điều cần phải cân nhắc phương án này. Đây là sự khác biệt so với chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào tháng 9 năm 2023 hay chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Khi đó, quyền lực nhà nước vẫn còn tập trung trong tay Tổng Trọng, và ông Trọng đã thay mặt cả đảng và nhà nước chủ trì việc đón tiếp. Điều đó đã làm lu bờ ba nhân vật tứ trụ còn lại. Để xảy ra tình trạng Tổng Trọng mời nhưng lại là Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đón là một sự bất thường khác với trước đây. Trên kênh Thông tấn xã Việt Nam đăng một tấm hình chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Putin ở tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế với dáng vẻ hết sức yếu ớt. Đây là câu trả lời cho câu hỏi vì sao Tổng Trọng không đón tiếp Tổng thống Nga Putin. Liệu đây có phải là chỉ dấu báo hiệu tương lai chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm chấm dứt và ông Trọng sẽ buộc phải rút lui khỏi chính trường? Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Putin thăm Việt Nam, Tổng Trọng mời, Tô Lâm đón, vì lý do sức khỏe Tổng Trọng hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.